Cặp bà Trùng Văn Sơn Hoài Linh từng vướng ồn ào cạch mặt nhau, giờ ra sao? Cuộc hội ngộ của cặp danh hài đình đám thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng. Mới đây, diễn viên Quang Minh đã đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng các đồng nghiệp, trong đó có Văn Sơn, Bảo Liêm, đặc biệt là nghệ sĩ Hoài Linh từ Việt Nam qua. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp gặp lại nhau, lại cùng đứng chung một sân khấu nữa. Đêm qua nhắc lại, anh em cùng nhau chiến đấu ở hải ngoại này đã mấy chục năm rồi đó, mà tôi cứ tưởng như mới ngày nào. Anh em chúng tôi bây giờ gặp lại nhau, lời nói đầu tiên là khỏe không, rồi chia tay nhau sẽ không quên câu, giữ sức khỏe nha, Quang Minh viết trên trang cá nhân. Có thể thấy các nghệ sĩ hài có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Ngoài ra dân mạng cũng đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi Văn Sơn Hoài Linh. Trong ảnh, hai diễn viên cười tươi, rạng rỡ khi được gặp lại bạn cũ của mình sau thời gian dài ở Mỹ. Hình ảnh thân thiết của cặp đôi danh hài đã đập tan những tin đồn bất hòa, cạch mặt nhau từng khiến dư luận xôn xao trong suốt nhiều năm qua. Văn Sơn Hoài Linh từng là cặp bài trùng nổi tiếng một thời của làng hài Việt. Họ kết hợp cùng nhau và tạo nên nhiều tác phẩm hài ăn khách. Trong tâm trí một số khán giả, họ yêu thích bộ đôi này không kém gì cặp Văn Sơn Bảo Liêm hay Hoài Linh Chí Tài. Từng có nhiều tin đồn cho rằng Hoài Linh và Văn Sơn mâu thuẫn nên ngừng hợp tác chung, nhưng Văn Sơn đã bác bỏ tin đồn này. Trong một bài phỏng vấn, anh chia sẻ với chúng tôi: "Khi tôi qua Mỹ năm 90, Hoài Linh qua năm 94. Trong lúc tôi tìm một người bạn diễn để thay thế Bảo Liêm thì gặp được Hoài Linh và thấy được ở Linh sự thông minh nhanh nhẹn, tiếp thu rất tốt nên tôi rủ về diễn chung. Ngay lập tức chúng tôi tạo ra được hiện tượng. Đương nhiên tôi cũng có khả năng nhất định. Vấn đề là mỗi người có một tài năng khác biệt. Giống như nhìn vào Hoài Linh thì thấy vui liền, còn tôi thì không có điều đó, nên tôi tìm cho mình một đặc điểm riêng. Hiện tại tôi và Hoài Linh vẫn là anh em thân thiết. Tôi là anh ba, nó là anh tư. Công việc của tôi hiện tại không liên quan đến Hoài Linh, nhưng khi nào tôi cần Linh, em ấy đều sắp xếp để hỗ trợ cho tôi." Bên cạnh đó, Văn Sơn khẳng định mối quan hệ của cặp đôi vẫn tốt đẹp theo năm tháng. Cho dù ai có thành công hơn ai, thì đối với chúng tôi, tình anh em vẫn giữ bền. Chỉ có khán giả, họ tự chia ra phe phái, chứ chúng tôi vẫn bình thường. Sau nhiều năm miệt mài với nghề, Văn Sơn vẫn nhiệt huyết với nghệ thuật. Không chỉ đi diễn khắp nơi, Văn Sơn còn sáng lập và điều hành Trung tâm Văn Sơn, nơi hỗ trợ các bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật ở Mỹ. Trên kênh YouTube cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ với các thú vui làm vườn, nấu ăn, câu cá và gặp gỡ bạn bè. Không chỉ gặt hái được thành công trong sự nghiệp, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp. Về phần mình, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hạn chế xuất hiện trước khán giả đại chúng sau ồn ào từ thiện. Hoài Linh cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Hiện tại anh đồng hành với các sân khấu kịch và cải lương. Ngoài ra, anh cũng có sự tái xuất màn ảnh với bộ phim Làm Giàu Với Ma, dự kiến công chiếu vào ngày 2 tháng 9 năm 2024.